công viên chơi chịu không? Chị sao bị bố nhé? Dạ. Ở đây có quá trời vỏ chanh nè. Trời ơi, quá trời luôn. Tụi em nghĩ nè. Kìa, bên kia. Ừ. Vậy là hôm nay trúng bánh luôn hen. Chị lẹ. Đợi em với. Lại đó coi. Dạ. Chưa có ăn đâu. Gấu bông kìa Bình ơi. Thích quá chị anh. Em cũng muốn một con. Nín đi. Không phải chiếc xe đó đâu. Sáng rồi chị Ao ơi. Lẹ chị ơi, lẹ lên. Trời ơi, nhỏ con mà chị lẹ ghê hen. Cái nhà đó phải không? Đây. Ê, chiếc phim rồi kìa. Trời ơi, nhìn mắc cười quá à. Núp lẻ. Coi chừng ổn thôi. Bin. Chết rồi. Trời ơi. Dậy đi. Giờ này mà còn ngủ nữa. Cái gì vậy ta? Bình ơi, đi với chị. Nhanh lên. Lẹ lên đi. Đi đâu vậy chị? Đi xích TV. Đi đâu chị? Dạ,
Ngồi xuống đi, chị nói cho con nha. Thấy giống không?